Không chỉ thả tim, Hồ Ngọc Hà còn lần đầu tiên làm điều này với Kim Lý. Sau thời gian đi chạy xô, Hà Hồ và Kim Lý cũng có buổi ăn tối dịp cuối năm với những người bạn thân của mình. Tối 30 tháng 12, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã đăng tải những bức ảnh thân mật mà cô vừa chụp lại với những người bạn thân của mình, kèm chia sẻ. Cuối năm không một ngày nghỉ, hôm nay xong sớm, ghé qua nhà mới của thằng em Lý Quý Khánh. Siêu đẹp, đồ ăn siêu ngon, bạn bè siêu vui, tất niên rất vui. Đặc biệt, cô nàng còn tác cả tên người yêu Kim Lý trong dòng trạng thái này. Đây là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà có hành động công khai đến như vậy. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng những người bạn như Dương Triệu Vũ, Quang Vinh, La Quốc Hùng đã ghé thăm tư gia mới của người em Lý Quý Khánh. Lý Quý Khánh tự tay chuẩn bị những món ăn để thiết đãi mọi người. Không gian sang trọng và đầy màu sắc tại nơi ở mới của nhà thiết kế trẻ. Sự thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được truyền thông khán giả ngày càng quan tâm sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Hồ Ngọc Hà vướng tin đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Kim Lý khi cả hai thể hiện những cảnh khóa môi quá nồng nhiệt. Sau hơn 4 tháng quen biết nhau, cả hai giờ đây đã dính như sam ở mọi sự kiện. Kim Lý luôn thắp tùng Hồ Ngọc Hà khắp mọi nơi và luôn thầm lặng ngồi ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho nữ ca sĩ. Khá nhiều lần khán giả cũng phát hiện ra khoảnh khắc cặp đôi này tình bể tình với nhau rất đáng yêu. Kim Lý chăm chú theo dõi nữ hoàng giải trí biểu diễn trên sân khấu. Vào đầu tháng 11, sau nhiều lần lấp lửng và từ chối tiết lộ, thì chính Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ ảnh hôn nồng nhiệt Kim Lý trong buổi tiệc sinh nhật của anh. Với khán giả, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò với nhau, dù cho người trong cuộc chưa lên tiếng khẳng định về chuyện này. 12 cặp đôi trâu già gặm cỏ non đình đám của showbiz Việt, cặp thứ 7 nhìn như ông cháu. Dù có sự chênh lệch đến hàng chục tuổi, nhưng các sao Việt đều không ngại bày tỏ tình cảm với nữ kia trước công chúng. Vợ nhạc sĩ Đức Huy kém 44 tuổi, trước khi nên duyên vợ chồng, hai người tìm hiểu nhau 3 năm. Vợ ông sinh năm 1991, thỉnh thoảng theo chồng dự sự kiện, cả hai có một con trai, bé Vinh Sơn được 4 tuổi. Ông được vợ trẻ chăm sóc chu đáo, thường nấu đồ ăn cho ông mang theo khi đi làm để đảm bảo sức khỏe. Nhạc sĩ sinh năm 1947 cho biết, vợ chồng ông giữ gìn được hạnh phúc vì luôn chân tình, tôn trọng lẫn nhau. Đức Huy yêu tính cách chín chắn, điềm đạm của vợ. Ông cho biết, cả hai hòa hợp nhau về mọi mặt. Sau 3 năm thành người nổi tiếng Á Hậu, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn với một đại gia tại khách sạn sang trọng Park Hyatt. Vị đại gia này được xác định là ông Nguyễn Quốc Toàn. Đám cưới gây xôn xao dư luận vì sự chênh lệch tuổi tác, ông xã hơn Thiên Lý 27 tuổi. Thậm chí nhiều người còn đồn đại rằng Thiên Lý đến với ông xã hiện nay vì khối gia tài kết sổ của anh. Nhưng hơn ai hết là người trong cuộc, Thiên Lý luôn cảm thấy vui và hạnh phúc với quyết định của chính mình. Sau khi lập gia đình, cô rời khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình, Á Hậu Dương Trương Thiên Lý cùng với cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Lam Trường hơn vợ 9X Yến Phương 19 tuổi, họ công khai yêu nhau từ năm 2013. Đến đầu năm 2014 mới thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Cuối năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới ấm áp bên người thân và gia đình. Sau khi kết hôn, bà xã Lam Trường tiếp tục học thêm ở Mỹ. Thi thoảng Yến Phương hỗ trợ chồng trong các sản phẩm âm nhạc. Đầu năm 2017, họ vui mừng đón con gái đầu lòng. Từ khi làm bố, Lam Trường từ chối nhiều show và lời mời làm giám khảo các chương trình lớn để dành thời gian ở Mỹ chăm sóc vợ hơn. Năm 2015, Dustin Nguyễn đã làm dư luận bất ngờ khi chính thức cưới Bebe Phạm. Cặp đôi này yêu nhau rồi đăng ký kết hôn từ 4 năm trước đó. Dù chênh nhau 21 tuổi, song Dustin Nguyễn và Bebe Phạm được nhận xét là đẹp đôi. Hai lần công khai yêu bạn trai đại gia thì hai lần Angela Phương Trinh đều gặp điều tiếng. Tình đầu của cô nàng là một vị đại gia xài thành nổi tiếng. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia buổi gặp gỡ của các bạn đồng nghiệp. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm hẹn hò, nữ diễn viên chua chát chia sẻ rằng cô bị bạn trai nói dối về tuổi tác bởi thực chất anh hơn cô những 28 tuổi. Sự chênh lệch quá lớn này đã khiến mối tình đầu của Angela Phương Trinh kết thúc chóng vánh. Sau cuộc tình với vị đại gia xài thành, Angela Phương Trinh tiếp tục đến với bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Kim Quốc Thái, người hơn cô nàng đến 21 tuổi.
Mặc dù đã có thời gian dài gặp gỡ, tìm hiểu và yêu nhau, thế nhưng mối tình này cũng không đi về đâu. Không chỉ thế, Angela Phương Trinh còn dính phải scandal lừa tình, lừa tiền đại gia thẩm mỹ này. Trước khi đến với người chồng Tây hiện tại, Hà Anh từng có tình yêu đẹp với đầu bếp nổi tiếng thế giới Bobby Chin. Người đàn ông đa tài và lãng tử này hơn cô 17 tuổi, một khoảng cách tuổi tác khá xa. Huỳnh Thanh Tuyền, siêu mẫu sáng giá nhất làng thời trang Việt Nam những năm 2007, khiến công chúng ngỡ ngàng tiếc nuối khi quyết định lên xe hoa ở tuổi 25 với đại gia truyền thông, tổng giám đốc các tiên sa Nguyễn Quang Minh, người hơn cô tới 27 tuổi. Ngay sau lễ cưới, Huỳnh Thanh Tuyền không một lời tuyên bố đã vĩnh viễn từ bỏ sự nghiệp mà cô nhọc nhằn gây dựng, an phận với vai trò làm vợ đại gia. Lý Hải hiện giờ đang là ông bố của bốn đứa con kháu khỉnh, Minh Hà thì luôn được nhiều người ca ngợi rằng cô là người đẹp không tuổi. Mặc dù đã sinh nở 4 lần, nhưng Minh Hà vẫn rất xinh đẹp trẻ trung, ít ai ngờ rằng Lý Hải hơn vợ mình 17 tuổi, một con số khá lớn. Tuy nhiên khi đi cạnh nhau, với phong cách trẻ trung của mình, Lý Hải không bao giờ để vợ trẻ hết phần. Cả hai vẫn diện những bộ đồ trẻ trung, nhiều người nhận định rằng đây là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 chỉ sau vài tháng, người đẹp gốc Hải Phòng Thu Ngân đã quyết định lên xe hoa cùng đại gia bất động sản Doãn Văn Phương, người hơn mình đến 19 tuổi. Ông xã hơn 19 tuổi chính là bờ vai vững vàng để Thu Ngân tin tưởng. Và vì tin tưởng nên người đẹp quyết định lùi vào hậu trường để chăm sóc gia đình và con cái. Khi đám cưới kết thúc, Hoa hậu Thu Ngân tiếp tục mất tích. Cô hạn chế việc xuất hiện trước công chúng và yên tâm với cuộc sống là gái có chồng. Hiện tại cặp đôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Trong số các cặp trâu già gặm cỏ non thì không thể không nhắc đến cặp đôi từng gây xôn xao một thời gian dài là Ngọc Trinh và vị tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của cô con dâu tỷ phú và Hoàng Kiều yêu ngay Ngọc Trinh chỉ từ một tấm ảnh. Kể từ khi thông báo chuyện yêu đương lệch pha, cặp đôi đã bất chấp những lời dị nghị từ phía dư luận. Trong suốt 2 tháng quen nhau, không ít lần Hoàng Kiều dành cho Ngọc Trinh những lời đường mật, nhưng cuối cùng cũng chính vị tỷ phú là người nói chia tay bạn gái kém 45 tuổi. Quá nhanh, quá nguy hiểm, chuyện tình gió lốc và những nhận định miêu tả về mối tình ông cháu của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều. Gia đình Lý Hải chụp ảnh Tết cùng dàn diễn viên Lật Mặt 3, vợ chồng nam ca sĩ cùng 4 con mặc tôm sụt tông đỏ. Thực hiện bộ ảnh xum vầy vui nhộn cùng Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn và Song Luân. Lý Hải Minh Hà đã có một năm 2017 suôn sẻ thành công về mọi mặt. Tổ ấm của họ luôn tràn ngập tiếng cười với 4 nhóc tì, 2 trai 2 gái lanh lợi và đáng yêu. Diễn viên Song Luân chụp ảnh Tết cùng gia đình Lý Hải và các thành viên trong đoàn phim Lật Mặt 3. Hot girl 20 tuổi người Thái Lan tên là Nene được kỳ vọng tạo bất ngờ cho phim mới của Lý Hải. Huy Khánh diễn xuất nhí nhảnh trước ống kính. Kiều Minh Tuấn đắc show đóng phim điện ảnh từ sau thành công của Em Chưa 18. Dàn diễn viên tinh nghịch xì tin trong bộ ảnh kỷ niệm Tết Mậu Tuất. Phim Lật Mặt 3 mới quay xong, đang xử lý hậu kỳ để ra rạp vào dịp hè 2018. Vợ chồng Lý Hải tiết lộ đã đầu tư 15 tỷ đồng cho dự án phim này. Ngày càng hở bạo, Nhã Phương trở thành gái hư khi yêu Trường Giang. Nhã Phương được biết đến là gái ngoan của điện ảnh Việt khi thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục kính cổng cao tường. Nổi lên nhờ tài năng diễn xuất và được yêu thích bởi phong cách thời trang nhí nhảnh đáng yêu, tên tuổi Nhã Phương ngày càng được quan tâm hơn khi công khai mối quan hệ tình cảm với danh hài Trường Giang. Kể từ khi có người yêu, nữ diễn viên phim Tuổi Thanh Xuân đã chăm chỉ theo đuổi xu hướng thời trang gợi cảm, thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh ôm sát, hở ngực sâu, áo trễ vai vô cùng sexy. Khi mới bước chân vào nghiệp diễn, Nhã Phương khá nhạt nhòa vì phong cách thời trang kém bắt mắt. Thường xuyên diện những trang phục kín đáo điệu đà với váy xòe, váy xếp ly, trông rất duyên dáng và dịu dàng. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành người yêu Trường Giang, người đẹp dường như có cuộc lột xác hoàn toàn. Trong lần tham dự một chương trình hài mới của Trường Giang, Nhã Phương gây bất ngờ khi diện chiếc áo hai dây khoét sâu, lộ phần lớn ngực. Người đẹp phải liên tục dùng tay chỉnh đốn trang phục.
Giờ đây khán giả khó có thể nhận ra một Dạ Phương kính cổng Cao Tường ngày đó. Nhiều khán giả bày tỏ sự thương nhớ tới hình ảnh Dạ Phương đáng yêu kín đáo trước kia. Người đẹp tự tin khoe vóc dáng chữ S với những bộ đầm ôm sát. Phong cách tạo dáng của Dạ Phương cũng có phần gợi cảm hơn nhiều. Tuy vẫn theo đuổi sự nữ tính nhẹ nhàng trong phong cách thời trang, nhưng Dạ Phương thường khéo léo khoe vòng một. Bộ váy dạ hội màu hồng ngọt ngào của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cũng góp mặt trong bộ sưu tập các trang phục trễ nải được Dạ Phương diện đi sự kiện. Hoa hậu Đại Dương nhan sắc bị chê liên tục nhưng vẫn liều đứng cạnh Kibo nhận ngay cái kết choáng. Nhan sắc Leo Ngân Anh luôn là đề tài bàn tán của dư luận. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2017, dù có cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng, nhưng Leo Ngân Anh vẫn tiếp tục bị chê bai nhan sắc mỗi lần xuất hiện. Trong sự kiện ra mắt một thương hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh, cô nàng lỡ đứng cạnh Kibo và ngay lập tức nhan sắc của hai người đẹp showbiz bị mang ra so sánh. Leo Ngân Anh có lẽ là nàng hậu bị ném đá nhan sắc nhiều nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Kibo nổi tiếng là hot girl đa tài, xinh đẹp, trẻ trung, có ai vượt mặt trong showbiz Việt. Dù ít tuổi hơn Kibo, nhưng khi đọ sắc bên đàn chị, Hoa hậu Đại Dương trông dài dặn hơn hẳn. Nếu như giọng ca từ hôm nay rạng rỡ trẻ trung, thì Leo Ngân Anh lại chọn phong cách lady sang trọng với bộ váy ôm sát cơ thể. Mang tiếng là Hoa hậu, nhưng khi đứng cạnh Kibo, Ngân Anh chỉ còn nước khóc thét vì bị đàn chị lấn át. Nhan sắc của Kibo vốn không phải dạng vừa. Hơn thế nữa, nữ ca sĩ lại còn là thánh hách tuổi của làng giải trí Việt. Bởi vậy, không chỉ Hoa hậu Đại Dương mà nhiều mỹ nhân Việt phải nhận cái kết đắng khi đứng cạnh Kibo.